Rồi bây giờ test cái vàng 14 triệu nha. 14 triệu nha mọi người. 14 triệu nó gồm có một mixer Yamaha CD80S, một con mic cao cấp của hãng Tecta 6700, một cụ nâng tiếng của DBX AX3000, một cụ đẩy CA20, 24 sò, hai cặp loa, một cặp full đơn 4 tấc và một cặp Finroy 3 tấc. Rồi tổng cộng là 14 triệu đồng. Rồi bây giờ mọi người nghe cặp song ca hát nha. Ca khúc mang tên Lại Nhớ Người Yêu. Nếu các bạn mixer này, anh chị các bạn có thể kết nối dàn karaoke gia đình, âm thanh nhạc sống, âm thanh sân khấu, và có thể kết nối live stream, hát live stream cũng rất là ok nha. Hey, so, bay, ngoài từ đầu. Để anh đưa đón em sớm chiều.
trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người. Trọn đời